Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ trong thời gian qua cũng có nhiều anh chị hỏi Toàn là sử dụng thuốc siêu kích rễ bên vườn mai Singapore của mực có đạt hiệu quả hay không. Dạ hôm nay Toàn cũng xin trả lời luôn ạ. Dạ cây mai này trước đây thì nó cũng ít rễ quý cô chú anh chị. Thì cây mai này trước đây nó tầm khoảng là 7-8 rễ ha. Toàn cảm thấy thì ít rễ quá cho nên Toàn sử dụng thuốc kích rễ từ 1 cho đến 2 lần trong 20 ngày. Thì hôm nay sau 1 tháng thì cây mai của Toàn thì nó ra bộ rễ rất là nhiều nha quý chú anh chị. Đó. Thì cây mai này trước đây Toàn cũng có chẻ rễ luôn. Mà Toàn cảm thấy nó bị thưa rễ á. Thì cho nên Toàn sử dụng tứ thuốc kích rễ mỗi lần là cách nhau 10 ngày. Là trong 20 mấy ngày thì cây mai của Toàn nó ra bộ rễ rất là mạnh luôn. Thì hôm nay Toàn cũng chia sẻ cho quý anh chị cùng biết để mình làm cho cây mai của mình nó nhiều rễ ạ. Thì sau đây Toàn sẽ pha thuốc ha. Đây Toàn chuẩn bị tầm khoảng là 3 lít nước. Đó. Thì Toàn ở đây chuẩn bị cái chung mà có cái liều lượng trong đây ha. Thì đây Toàn sử dụng thuốc này nè. Ở đây là khoảng 2 lít rưỡi cho đến 3 lít nước. Thì 3cc cho 1 lít nước mình chúng chị đây Toàn chế cho tầm khoảng 10cc ha. 10cc này thì nó hơi nó cũng được rồi. Thì 3cc cho 1 lít nước ở này là tới 10cc. Cái này sử dụng cho gần 3 lít nước. Thì mỗi 1 lít thì nó trên là 3cc ha. Sau đây Toàn sẽ đổ vô đây. Đó. Toàn sẽ đổ vô đây, Toàn sẽ khuấy đều lên. Thì thuốc này để Toàn tứ cái cây kế bên nha quý chú anh chị. Tại vì cái cây bên đây Toàn tứ hết 2 lần rồi, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Đó thì sau 20 mấy ngày cây mai của Toàn là nó phát triển cái bộ rễ mai rất là mạnh ha. Và sau đây Toàn sẽ tứ cây bên đây ha. Thì trong 3 lít nước này Toàn tứ được 2 cây. Đó. Cây bên đây thì nó Toàn cảm thấy nó ít rễ ha. Rồi Toàn tứ cây bên đây luôn. Cây bên đây thì Toàn mới trồng cách đây khoảng tháng. Đó. Thì 3 lít nước Toàn tứ được 2 cây. Không thôi 3 lít nước mình tứ cho 3 cây cũng được luôn cô chú anh chị. Đó, thì sau đây Toàn sẽ quay một vòng để cho anh chị mình thấy cái cây mai của Toàn sử dụng thuốc kích rễ bên vườn nhà của mực ha. Thì những cái cây ở phía trước nhà Toàn là Toàn để thử nghiệm với chú anh chị. Đó, nguyên một lớp đế khủng luôn. Thì những cái rễ này lúc trước Toàn chẻ nè. Đó, Toàn chẻ thì ở chính giữa này nó ra được 3 cọng rễ bự. 3 cọng rễ này tầm khoảng tháng ngoài 2 tháng rồi. Đó, thì lúc trước là đây là một rễ ha. Toàn chẻ làm 2, bây giờ chính giữa thì nó ra thêm được 3 cọng rễ. 3 cọng này thì nó bự hơn bằng 3 cọng tâm sữa găng nhập lại ha. Đó. Thì cây này tương lai về sau thì có nó có bộ đế đặc nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó tầm khoảng là bự hơn ngón tay cái của Toàn. Đó. Rễ thì thuốc siêu kích rễ này mình tứ ví dụ mà nhiều anh chị hỏi Toàn là cái cây mai của mình rễ ít rồi mình trồng tầm khoảng 2-3 năm mình sử dụng được không? À, Toàn xin trả lời rằng mình vẫn sử dụng được bình thường với anh chú anh chị. Thì có quý cô chú anh chị các bạn có giao lưu thuốc kích rễ á thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0971 203 949. Dạ đó cũng là số Zalo của mực luôn quý cô chú anh chị. Đó, thì sau 2 lần Toàn sử dụng thuốc kích rễ thì nó ra cái bộ rễ phát triển rất là mạnh luôn. Đó. Thì sau 2 lần Toàn kích rễ, Toàn để tầm khoảng 1 tháng sau thì Toàn sẽ tứ phân này vô ha. Phân này thì phân DAP. Còn này là phân lạnh ha. Đó. Cái này là phân tiêu xanh, đây là phân lạnh. Thì Toàn sử dụng cho cái này là 1 kg ha, 1 kg Toàn sử dụng cho tầm khoảng là 100 cây. Cái này Toàn chia ra phân nữa. Cái này Toàn chia ra làm 4 chứ.
thì mỗi một lần gì nè mình sử dụng cho tầm khoảng là 100 cây đó, một ký này toàn tưới được 4 lần đó, mỗi lần thì toàn tưới 100 cây ha. Thì sau đây toàn cũng chia sẻ cách để mình tưới phân cho cây mai để giúp cây mai của mình cái lá nó xanh và cái nó mập cây nữa quý chú anh chị. Thì cái loại phân này, phân DAP với phân lạnh này, thì hai cái này nó vừa xanh lá, nó vừa mập cây, thì nó vừa ra rễ luôn quý chú anh chị. Thì mình tưới phân lạnh này cũng liều lượng vừa đúng á, thì cái rễ mai của mình nó phát triển rất là mạnh ha. Đó, sau đây toàn sẽ múc miếng nước, toàn sẽ pha cái phân vô đây để toàn chia sẻ cách để giúp cây mai của mình nó phát triển mạnh ha. Dạ rồi, sau đây toàn múc cái thùng khoảng 9 lít nước. Thì sau đây toàn sẽ cho vô đây là một tầm khoảng nửa muỗng phân lạnh. Đó, nửa muỗng phân lạnh mà muỗng cà phê ha, tầm khoảng nửa muỗng thôi. Đó, thì đây thì toàn sẽ quậy đều lên. Thì phân này toàn đã ngâm sẵn ha. Ngâm sẵn qua đêm toàn mới tưới. Đó, mình quậy đều cho nó lắng cái gặn xuống xong mình sẽ múc. Thì phân tiêu xanh này thì nó có loại đủ thứ hết nguyên chú anh chị. Nó vừa xanh lá mà nó vừa mập cây và mập gốc luôn. Đó, mình cho vô tầm khoảng nửa chén ha. Thì mình sẽ quậy đều lên. Đó. Mỗi một thùng này mình tưới cần được là cây bự thì mình tưới được 5 cây, cây dừa dừa mình tưới tầm khoảng 10 cây ha. Đó, mình quậy đều lên. Mình quậy đều lên tưới cho những cái cây này. Tầm khoảng 10 ngày hoặc 15 ngày mình tưới lần cũng được, mình tưới cho nó ướt lá luôn ha. Ví dụ mình tưới vào buổi chiều có trời mưa thì mình khỏi xả. Mình tưới vào buổi sáng thì có nắng thì mình xả nó ha, để thôi nó bị cháy lá. Cây bự này mình tưới tầm khoảng 4-5 cây. Thì mỗi một thùng này 10 lít toàn múc tầm khoảng là 9 lít thôi ha. 9 lít toàn tưới nãy giờ hình như là được cũng 5 cây. Đó, rồi sau đây toàn sẽ quay lại cách để mình pha phân để mình ngâm ha. Mày để họ cái ốc nó bò vô. Mà tao cho mày sống á. Mấy ốc này nó lá mài non nó cũng ăn luôn. Cái ốc ma. Ở thì đây toàn chuẩn bị cái chén ha. Mình canh một chén thôi. Canh một chén này mình tưới cho tầm khoảng là cây bự thì toàn tưới tầm khoảng cây khoảng mới lớn toàn tưới là khoảng 50 cây. 50 cây có trên ha. Đó. Sẵn đây còn khoảng trên nửa lít nước. Này gần cả lít. Đó. Một chén. Ở đây thì một ký này tầm khoảng 4-5 chén á. Và xong mình sẽ đổ vô đây tầm khoảng 3 lít nước nữa. Dạ rồi, toàn sẽ chế vô đây tầm khoảng thêm 3 lít nước ha. Đó, chế tầm khoảng canh tầm khoảng 3 lít. Cái mình ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm cho nó tan cái phân tiêu xanh này ra hết. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Mình tưới kèm theo phân lạnh ha. Phân lạnh thì dưới phân DAP này. Cái này đạm Cà Mau hay đạm Phú Mỹ để mình sử dụng cũng được nha mấy chú anh chị. Đó, thì có hạt to, hạt nhỏ của đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau. Thì hai hạt thì nó nhìn nó khác nhau. Đó, thì hai cái loại này toàn phối hợp, toàn tứ mà nó vừa bắn tược mà nó vừa xanh lá, nó vừa mập cây. Đó. Thì mình chỉ sử dụng đơn giản là hai cái loại phân này thôi. Thì cái loại phân này mình ngâm qua đêm nha quý chú anh chị, hoặc là mình ngâm 12 tiếng hoặc trên 12 tiếng thì càng tốt. Đó, còn phân lạnh này mình khỏi ngâm, chừng nào tứ mình pha vô mình quậy quậy là nó sẽ tự động nó tan ra. Tại vì cái cây này nãy toàn buộc nè, toàn thấy nó bị liễu quá, nó bị liễu cho nên toàn buộc này toàn để thí luôn, để thí sau này nó cho nó có cái kiểu quá. Toàn vẫn để thí gì luôn, để thí gì thời gian sau thì toàn sẽ mở cái này ra, tại vì bên đây nó bị thiếu nhánh. Đó, thiếu nhánh cho nên toàn sẽ kéo nó vô luôn. Cái này thì nó hơi liễu xuống, nó liễu xuống đây luôn cho nên toàn sẽ quắn lại gì tầm khoảng trên 20 ngày toàn mới tháo ra ha. Đó. Thì sau thời gian toàn sử dụng cái thuốc siêu kích rễ bên vườn nhà của mực thì toàn thấy nó
rất là hiệu quả. Thì bên vườn nhà của mực cũng có giao lưu là mai sữa rễ, cây giống và cây lứa sù Singapore của mực. Dạ, rất mong quý cô chú anh chị các bạn mình ủng hộ cho mực luôn ha. Ở phía dưới này còn rễ rất là nhiều cho nên Toàn kéo lên không có hết, nó còn như này như lắm nhiều, mình kéo lên mạnh quá thì nó sẽ bị đứt rễ lụa. Mình sẽ kéo từ cọng ha. Đấy, Toàn kéo lên, Toàn cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem cái cây rễ này ha. Cái rễ này sau khoảng một tháng mấy là nó bự như nè. Này nó đứt chút xíu không sao. Đó, thì lúc trước Toàn chẻ hai rễ này cũng như vậy, để Toàn kéo lên ha. Đó, Toàn chẻ làm hai, Toàn chẻ làm hai. Bây giờ hiện tại chính giữa mà chăng chỗ cái vết chẻ là nó ra thêm cọng rễ bự lên đây nè, nó ra thêm hai cọng chứ, đang cộng là hai cọng. Đó, cây này nó dư rễ luôn. Tính ra Toàn chẻ là một nó thành khoảng bốn luôn, 5-6 luôn nè, lên cặp mé này nhóc luôn nè. Cái chỗ này lúc trước Toàn lấy cái dao Toàn khử như vậy, lấy dao Toàn khử ra, Toàn khử ra nó ra rễ nhóc trơn nè. Nó để Toàn bư lên ha. Cây này rễ rất là khủng luôn. Đây, cũng như mình lấy cái dao á, mình lấy cái dao cái mình khử như nè, để mình lấy móng tay mình khử luôn. Đó, mình khử ra nó trắng trắng vậy đó. Cái mình úp giá thể lên thời gian thì nó tự động ở phía này thì nó ra rễ thôi. Với lại mình tứ thuốc kích rễ thêm ha. Chăng cái phần này Toàn lấy dao Toàn khử. Đó, bây giờ nó ra được 1 2 cây này cũng nhóc rễ luôn. Tầm khoảng 8 9 rễ á, rễ vừa vừa 8 9 rễ luôn. Để Toàn coi rễ nó ăn qua đầu ha. Nằm ở phía này quá. Nằm ở bên đây để Toàn kéo nó lại. Thì Toàn thấy thuốc kích rễ vườn nhà của mực á, Toàn thấy nó rất là đạt hiệu quả luôn chú anh chị. Cái nào Toàn thử nghiệm trước ha, thì Toàn mới dám chia sẻ lên với cô chú anh chị. Chia sẻ lên để cho anh chị nào xài thì mình giao lưu với mực. Toàn thấy cây này ra rễ rất là khủng luôn. Nhiều anh chị cũng bình luận dẫn chơi nói mai mà mình bư ra bư vô thì nó sẽ bị chai cây, nó không lớn nổi. Nhưng mà cái chai cây lớn không nổi thì cái đó cũng có thiệt quý anh chú anh chị. Nhưng mà được cái là mình biết cái cách chăm sóc để cho cây mai của mình nó mau lớn. Thì mình lâu lâu khoảng tháng 2 tháng mình thấy mai đẹp rễ đó, cái mình bư ra mình coi. Như đây nhóc rễ luôn nè. Tại vì buổi chiều mát á, buổi chiều mát mình bư rễ này thoải mái. Mình chỉ là bư dắt sáng á, rồi cây này nó bị đứt luôn rồi. Rồi cho đứt luôn đi, nhóc rễ luôn. Tại vì cái chỗ này nó bị dư rễ rồi, dư rễ cho nên Toàn sẽ bỏ rễ này luôn. Hai ba con rễ luôn. Thì Toàn cũng không gành cái chai kích rễ bên mực giao lưu nhiêu. Có gì vậy? Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm liên hệ cho mực giùm Toàn ha. Anh Toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Đó, mình kéo những cái rễ này cho nó đều lại. Đó, thì sau cái thời gian mà Toàn kích rễ sau 20 ngày thì hôm nay thì đã cho kết quả cây mai của mình rễ rất là nhiều luôn. Chăng chỗ này thì Toàn chẻ ra một thành cũng mấy rễ nè, nhiều lắm. Một rễ, hai rễ, ba rễ, bốn rễ, năm rễ. Nó ba cộng rễ nhỏ nó nằm ở chính giữa nè, chăng chỗ cái mí mình chẻ nè. Còn ở chỗ nào mà mình lấy cái để Toàn lấy cọng dừa Toàn đi ra. Cái chăng chỗ này lúc trước Toàn lấy cái dao Toàn khử nè. Đó, như Toàn khử Toàn ví dụ ha. Chăng chỗ này nó thấp đi, chăng chỗ cái mí này thì nó, cái rễ này nó thấp hơn chút xíu thôi, Toàn sẽ lấy cái da, cái ngón tay đó.
toàn sẽ bưng miếng thôi, chân này sẽ phúng gãy lên đó, lắp ra thể thời gian thì gãy cây mai này nó ra rất là nhiều luôn. Toàn sẽ kéo rễ này lên. Cái này mình bư dập rễ nó cũng có, dập rễ nó bị thúi rễ cũng có, cũng tùy theo cây nó phát triển mạnh và cây nó yếu ha. Cây phát triển mạnh thì mình bư rễ này không sao đó, mình bư lên bình thường thôi. Cây này rễ nhiều rồi, cái này mình khử ra như nè, mình khử gan biến gì cái mình mua thuốc rễ bên vườn nhà của mực á, cái mình bôi vô, mình bôi vô thì nó mau ra rễ hơn. Nếu như mình không bôi thì tầm khoảng 15-20 ngày nó mới ra rễ ha. Đó, chân chỗ này, đó, chân này toàn khử cái nó cũng ra rễ luôn đó. Toàn cảm thấy chân này chỗ này nó bị chìm nữa phải không đó, chìm cái toàn lấy cái móng tay lấy móng tay toàn khử ra thì nó sẽ ra rễ chân cái phần này thôi. Thì mình chịu khó mình bôi thuốc kích rễ ở đây thì nó sẽ mau ra hơn. Thì trong video hồi nãy cái đầu tiên toàn chia sẻ về cái vấn đề mà sử dụng thuốc siêu kích rễ của mực, và sau đó toàn có chia sẻ cách mà để sử dụng phân để mình tưới cho cây mai để nó xanh lá và mập cây mập gốc. Thì với cách này toàn cũng rất mong quý cô chú anh chị các bạn mình thành công luôn ạ. Đó. Thì sau đây toàn sẽ đi qua bên đây, cây này nó để kéo rễ qua cho nó đều bên đây luôn. Cây này, cây này nhìn thấy nó rễ khủng luôn, tại vì phía trên này là một tầng rễ lụa, tầng rễ lụa là toàn sử dụng là cái thuốc siêu kích rễ, còn phía dưới này thì rễ rễ chính ha. Toàn sẽ lấy hai cái lớp rễ này, toàn sẽ tạo nên cái bộ đế nơm đặc cho cây mai. Cũng tùy theo cái loại thuốc mà nó ra rễ, nó ra rễ thì nó xuông đuộn xuống luôn. Còn có tùy theo loại rễ nó ra chỉ là một cục, một chỗ thôi, giống như là đóng cục chân đó thì nó rễ nó sẽ cong dòng và nó sẽ phát triển không nổi. Thì theo toàn nghĩ á, thì toàn sử dụng thuốc của mực này thì toàn thấy là rễ nó xuông rất là nhiều luôn. Một cọng thì nó ăn xuống ha, chứ nó không có cong quẹo. Đó. Rễ nó dư ra tới ngoài này luôn. Đây nó nè. Đợi tí xíu nữa toàn sẽ nhấp bỏ phần này đi. Tại vì trong khi mà mình bán mai á, mình chỉ bứng ở trong cái khúc này thôi, từ khúc này vô trong thôi, còn phía ngoài này thì không ấy. Thôi mình sẽ đưa nó xuống đây, đưa nó xuống cặp mé ha. Mà trong khi mà mình bứt như nè, một cọng nó sau này nó sẽ ra 4-5 cọng á. Cảm thấy dài quá mình bứt. Bước sau này nó sẽ ra còn nhiều hơn. Đó, toàn sẽ đưa mấy rễ này xuống. Xong tí xíu nữa toàn sẽ vô giá thể ha. Thì tính ra thì một ký phân này toàn sử dụng cho tầm khoảng là một ký phân toàn sử dụng cho tầm khoảng trên 300 cây đối với những cây bê lớn ha. Thì toàn tính là một cây nó tầm khoảng bao nhiêu phân thôi. Bao nhiêu phân đây thì cho một cây là mình ngâm tan ra thành nước á. Ngâm tan thành nước mình tưới cho một cây, nhất kèm theo một tí phân lạnh này thôi ha. Phân lạnh này mình tưới vừa vừa thôi, tưới nhiều quá bị đứt rễ luôn á. Cái này mình tưới nhiều, cái lượng nước nhiều, cái lượng phân nhiều mà nước ít cũng vẫn bị đứt rễ luôn. Còn mình bón nguyên hạt, trừ ra cái cây mà lâu năm ăn trái á, mình bón thì nguyên hạt mình trộn chung với phân tiêu xanh này nè, mình giải khoảng cách cái gốc ra tầm khoảng 5 cho đến 6 tấc ha. Thì như vậy đó thì nó sẽ không bị đứt rễ. Còn nếu như mà phân lạnh thì mình giải trực tiếp vô gốc luôn á thì 10 cây nó đứt rễ hết 10. Nhìn cái phân này luôn. Phân này tuy nó hay nhưng mà có một cái là mình tưới nhiều quá nó sẽ bị đứt rễ mai, đứt những cái rễ lụa ha. Đó. Thì sau đó thì cũng có nhiều anh chị yêu cầu toàn là mua giùm cái thuốc này. Nhưng mà nói chung là mình mua giùm thì nó hơi khó lắm anh chú anh chị. Thì mà 10 người 10 ý, ví dụ mình mua cái ý này thì mình gửi á, thì nó không đúng tiêu chuẩn thì mình cũng dễ bị nói á, cho nên toàn không có dám nhận là mua của ai, hay hoặc là toàn cũng không có nhận mua mai giùm luôn đó. Thì trừ ra anh em bản thân á thì kêu mua
mai giống xứ rễ, mua tầm 1-2 cây thì Toàn mua được, còn như mua số lượng nhiều thì Toàn không có nhận ha. Ở này là thuốc này là 3 viên Gomingon 18-7WG. Thuốc này là xử lý cho cái nấm bệnh trên cây mai và làm cho cái rễ mai của mình nó vàng sáng rất là đẹp luôn. Bịch này 100g là 40 mấy ngàn. Ví dụ mà một bịch này nè, mình thí dụ mà mình có tứ vô gốc á, cái thùng này 10 lít, mình múc tầm khoảng 9 lít, mình cho vô đây tầm khoảng là 3 muỗng cà phê thuốc này, mình quậy đều lên, mình tứ vào gốc mai ha. Thùng này mình tứ tầm khoảng là 4-5 cây bự như vậy. Đó. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay Toàn cũng có chia sẻ về cái loại thuốc siêu kích rễ bên vườn mai Singapore, sữa rễ của nhà Mực ha. Dạ thì với cách này thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn thành công. Nhà Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Mực. Nhà Toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Sau đây Toàn cũng xin khép lại cái video. Dạ cuối video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc á. Có quý cô chú anh chị các bạn nào thấy video của Toàn hay và hữu ích á thì hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn á, để Toàn có tinh thần là những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.